Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chơi Mary Visit Story, mình rửa các tường chơi nữa. Hey guys, I'm so glad able to meet you in my grandma's house. It's a pleasure to meet you all. Tại sao cái tường của bạn nó màu đỏ vậy? Ác à? Cái này nhà bà của Jerry. Tom Jerry hả? Jerry là con chuột của Tom con mèo hả? Phải đúng không? Bé Phúc ơi, trong tủ lạnh có hộp hồi máu á. Đâu để coi coi trong tủ lạnh. Jerry đi lên nhà, đi lấy đồ gì xíu. Chúng ta có hai chạy vào nhà để xem xung quanh. Còn con mèo bên kia, con mèo Bushin hả đúng không? Hay mèo Tôm. Mèo Tôm hả đúng không? Nhà có Jerry phải có Tôm chứ. Mèo này chắc tên là Tôm. Guys, look what I found. What is it? Cái hộp hả? Tìm thấy đó để làm cái gì vậy? Not sure. Maybe it's a gift. Phải là cái quà không? Cái không phải đâu. Bẫy. Bẫy hả đúng không? We have to quiet before they hear us. Is everything okay? Có sao gì không? Được dịch ra mọi người ổn không? Yes, reporty. Okay, well, Grandma just finished some famous burgers and homemade cookies nữa. Some delicious. Ủa? Ở trong tủ là không có đồ ăn gì ở trong tủ lạnh đâu. Tại sao nó cũng nấu vậy? Chứ mấy tủ có. À, bà lấy thịt của bé Phúc nấu. Chị! Thịt cửa. Nói cái gì vậy cục lọc? Để xíu đi, hồi để coi bà cho ăn món gì. Bà sao cô vẫn ngồi bên kia vậy? Ai biết rồi, tự nhiên dính vô ghế rồi mà. Bà tới, bà sao cái tường màu đỏ vậy của bà nhìn thấy ghê dữ. Cát tường, bị gì vậy? I don't feel so good. Cát tường bệnh rồi. Phải không? Oh dear, are you allergic to it? Anything allergic là gì? I'm allergic to peanuts, I guess I got some. Cát tường bị dị ứng với đậu phộng mà. Bây giờ phải tìm cái gạch của cái tên của Cát tường để lấy thuốc nên bớt dị ứng. Ừ, thuốc nó chống dị ứng. Rồi ok đi. Ở trong này không có. Để vô phòng máy giặt coi. Quanh sofa không có. Trời ơi, Cát tường dục ở trong đây nữa hả? Nãy giờ đâu có thấy Cát tường vô đây mà dục ở đây. Không biết nè, ảo quá à. Hỏi Cát tường coi có không. Cái sách để làm gì vậy? Bà giàu dữ. Chắc chứa vàng không á. Trời ơi, chứa vàng tùm lum tùm la. Bởi vậy bà vô lắm á. Thôi bà bắt bà nhốt vô đó luôn. Giờ bà kêu dọn nhà nè. Không dọn sao hồi bà đánh đòn. Tự nhiên qua đây giúp bà dọn nhà phải không? Không dọn là bà hồi bà lấy cây bà được phải không? Đánh đòn. Rồi xong rồi. Đi coi tivi giải trí thôi. Ủa sao mà ngồi đây một mình hu hu không có ai? Ôi mà cái này gì? Sao nhìn giống dạng Aquarium Story vậy? I wish I could go in. Giống như là cái gì ta? My name is Susan. Of course you can go into the aquarium. It's completely free. Mà sao tivi mờ dữ vậy? Bị bạn. Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures and so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Right? A common story, huh? Yeah, I agree. Bà cái gì nó giống khó như trên cái tường gì. Well, should we get really late? Phải đi vô giường không? Yeah, let's do it. Đi đâu? Như là giường ngủ à? Không phải, chưa tới đâu. Should we at least wait for Jay's grandma to come home? She go home pretty soon, we should be fine. Go upstay with Jerry. Hell no.
Tại sao phòng Jerry có rất là nhiều giường dữ? Có mình ngủ mà đóng giường luôn. Chơi bóng không cười vlog. Chơi rồi hồi ôm màu bà lên bà lấy cây bà rượt. Ném nè, ôi không được. Khó dữ, tới cuộc vlog nè. Giờ thi coi ai ném được ai trước. Trời ơi, dục cái trái banh riết văn. Thi coi ai dục được trái banh vô rổ trước nha. Ok, dục, á trời ơi. Để coi coi. Ủa, văn đâu vậy? Em phút đi, tới em phút đi. Ok. Trời ơi, nó nằm giường. Ok, đi, ai dạ, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời. I'm not sure we are playing so much, probably didn't hear her. Ủa sao lạ vậy? Nghe tiếng ầm nữa là bà tới đánh đòn, bây giờ lại sao nó không chịu nghe bị điếc hả? Tại ồn quá, do đá banh nên bà lên và dắt cây lên và đánh đòn. Dạ. Ồn quá bà ngủ không được. Trời ơi, không phải lấy chiếc banh, lấy gì lại ngửi dăng. Thôi đi ngủ, mà ngủ trong một hàng con rơi vậy. Daddy is again, là ai? What's going on? Is everything okay? Có tiếng gì vậy? They just loud noise I coming downstairs, I think. I'm sure it's just grandma coming back. Oh, lại đánh đòn bây giờ. Should we check just in case? Hai lo cho này bà đánh đòn bây giờ. Yeah, maybe she needs help. Không cần, nó ác lắm. Okay, let's go. Đi. See guys, number two, worry about just go upstairs. Làm sao chiếc bàn vô trong đây vậy? Nãy mình đang cầm chứ, tê bót mình xuống luôn. Trời ơi, ghê vậy. Dục cắt tường vô cái trái bàn mà xoay tôi. Ôi cái gì? You shot pretty high. It's gonna be bad. You're gonna rather sleepwalking, huh? Hi, why are you sleepwalking? Don't wake her up. Yeah, why are you doing? Get back. Giờ trốn đi ông hơi bà thấy xuống đây quậy và lấy cây và đứt rượt bà đập. Nó chạy qua vậy. Don't worry, I'm just gonna help her back to bed. Để xem coi sao nó chạy qua vậy. Sleep walking rồi. Oh, trời, run, 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 grandma chase you. Trời ơi, như bà đúng rồi. Anh cũng kìa. Từ từ bà, từ từ bà già mà. Cái ghê quá. Trời. Nó cứ leo kìa. Bà già ghê quá mà sao nó chạy nhanh vậy? Nhảy nữa trời ơi, bà ổng nghe kia ra nè. Để dụ ra cho, để dụ ra cho. Ê bà ở đây nè. Nó chạy như gì vậy? Vô đây chơi nè. Coi chừng nó biết nhảy bây giờ. Rồi bà cái thế ghiền mấy em phút vậy. Ghiền cát trời của tôi. Đây, đợi xíu. Trời ơi, bà biến mất rồi. Bà đi ngủ rồi. I didn't know the one started fighting. Yeah, I've never seen who that be before. Maybe she went back to the room. Phòng gian này không có gì nữa. If she does this again, tiếp nữa hả? Hả đánh đòn bây giờ? Should we try to place things on the door in case trying to get in? I know some weird playing somewhere downstairs. Well, let's go find them. Tìm mấy tấm giấy sơn nên đặt ngay chữ cửa bà. Ủa mà là chơi nhốt bà. Ủa mà khoan, nghe mình nói nè. Tại sao chúng ta đi thăm bà mà chúng ta phải nhốt bà luôn vậy? Tại chúng ta quậy quá nên bây giờ phải lấy dáng chẳng vô. Chẳng cỡ lại nhốt bà. Không thôi bà ra để chơi trở sướng. Bây giờ lấy bà nè, đóng cửa sổ nè. Đóng cửa lại cho chơi cho sướng vào bây giờ. Sao mà bà chưa ra được? Bà nó chạy cũng là sướng vào. Xong rồi vô quậy tiếp nào. Sao nó nghe là la cũng sướng vào. Mày bà nó trên đây đánh cho một cú thắng. Well, I don't know about y'all got to be spooked là gì. I'm sorry guys, I didn't mean for anyone to get hurt or scared. It's okay, maybe we can find a way to get an escape tag guy. How though?
đi chú hỏi mày thăm bạn hả? Maybe we can just walk out the front door. Oh yeah, didn't about that. Ủa tại sao chị tôi nói không? Well, we can't quite do that. Why not? Tại sao? Em Phúc nói chuyện không nhỉ? Trời. Everyone turns on the house alarm every night. But you don't know the code to turn it off, got her? No, she doesn't tell anyone the code. Trời ơi. Well, what should we do then? What about the black box? Nhớ không? Nhờ cái hộp đèn ở dưới. What about it? What if we find a key that opens to see what's inside? Sao chỉ tôi nói không? Maybe there's another key in there that will open the basement. Yeah, phải kiếm cái chìa khóa, mở cái đó ra mới lấy được cái chìa khóa. There could be another exit that won't turn the alarm on. That could possibly work. Now we gotta find is due to find a key. But where it could be? Chìa khóa đâu? Khóa trong phòng bà không? Chắc vậy. Vậy giờ phải mở cửa phòng bà. Oh my, what was that? I think my grandma woke up again. Oh no, what do we do? Phải trốn không? What? Oh no, guys, what do we do? Giờ chúng ta làm gì đây? My grandma is gonna be so mad at me. Bà đang giận kìa. She will be fine. Đạo xanh. Yeah, we are safe with this rain anyways. I'm just opening her door. I regret this. Cố gắng hỏi không hỏi nữa bạn. Hay bạn đánh dùng cú đấm cho Jerry. No, Jerry, stop. Jerry mở cửa phòng bà rồi. Don't worry, guys. Just hide, just in case something happens. Be careful, Jerry. Rồi, Jerry mở cửa phòng bà sống chuồng. Ủa, sao có cây sợi bèn vậy? Jerry mở cửa phòng bà sống chuồng. Trời, cái đồ treo cổ. Bởi dây xích mà. Oh no, what just happened? I don't know, but we should go trying to open the door again. Có chuyện bà trong đây bây giờ nữa. Bây giờ bà nó sống chuồng rồi, bây giờ bà cầm cây. But we'll have to see if Jerry's okay. Tập mấy đứa hả? They're just good guys, come on. Dịp vô không được hả trời? Enter grandma's room. Ok, qua phòng bà. Guys, the room is empty. Ủa? Mình nhớ bà mà Jerry nó trong đây bị bắt rồi. Còn lại sao đi đâu rồi? Bây mình hàng đi đâu đi đâu rồi. Bây giờ phải kiếm Jerry thôi. Giờ kiếm cái chìa khóa để mở cái hộp đen. Sau đó mở bây mình. Mở trên bàn có nè. Hey guys, I found a key. Có khóa rồi nè. May eat it. The key for black box, huh? Let's go, see. Đi nào. We gonna make it quick, though. Yo. What? Lấy cái vô gì? Một cái chìa khóa à? I knew a key. Oh my gosh, let's see when it's for the basement door, huh? Looks creepy in here, you. Let's just get them on here ready. Jerry, help me untie him. Ủa sao bà vô đây được? Bà lấy trời bà vô đây. Ủa bé Âm Phúc sao bà vô đây được vậy? Bà vô trong đây vậy? Ừ sao vô được? Phải còn cái chìa khóa mới vô mà. Chứ bà lấy chìa khóa đút vô sao dục vô luôn? Sao bà dục lại vô cái hộp được? Ảo quá vậy. Ừ yeah, chắc bà có cái đường khác vô đây nữa. Một lối đi bí mật vào đây nữa. Is Ram still around? Don't know. We haven't seen her yet. Let's just try to scare another before we find a dandan. I don't know. This is a good idea anymore. Why not? Tại sao? Yeah, you saw what she done so far. But you want to stay? Don't want to mention. You wanted me to leave as well. Well, I really made her mad. I feel like just keep messing her up. It was my fault she attacked when she just sleepwalking deep. Then it helped when I got the wooden planks to hop her door. Sao nói nhiều dữ? I don't know this. I just don't think living is a good idea. Mệt quá.
Do you stay or go? Chọn stay đi. Ở lại để cho bà đánh cho sướng bà. Đánh cho sướng bà, em scared. Khe mà ở lại. Ở lại nữa hả? She's probably sleeping, so we can just go right to bed. Vừa ngủ hả? Okay, let's go back upstairs then. I have a bit feeling about this. Trời ơi, bà bắt gì vậy? Mà sao bà đập đi chơi vậy? Bà là Tom, vẫn đợi ở dưới là Jerry. Thank you, Jerry. I count on you. They fell for my trap. Now it's time to reach roller even with. Ritual có nghĩa là nghi thức á. Thiên hỏi là bà phù thủy hả? What is going on? Jerry, what did you do? Tại sao vẫn còn đứng trên bà luôn vậy? Bà bắt hả? Bà là phù thủy rồi. Bởi vậy anh dụ chúng ta trong đây à? Jerry, I control what he says. That was why so easy to trick me too. You can escape that easy. Trời, không trốn thoát được. I knew it was a bad idea. Well, what do we do now? Maybe we try to escape a different way. Little trying, everything is blocked off. The only way is to escape by the front door, which has a secret door only I know. What if we challenge you to try to receive the code? I suppose I can do that. Ah yes, I have a funny little game for you can play. Muốn chơi thì chơi nữa hả? Jerry, why do you explain to them what is it? Bà này nói nhiều quá. Thôi, làm biến đọc quá cười vợ ơi. Ừ, bà nói nhiều quá. Giờ tìm chìa khóa nè. Có 5 chìa khóa. Còn một tờ giấy code. Tìm nơi cái chìa khóa trước, sau đó tìm cái mã code sau. Rồi tìm hơi vô lo, một cái chìa khóa dưới này dưới ghế nè. Ừ, rồi tìm đi. Good luck. Được 4 cái nè. 1 cái nữa, ở đâu rồi ta? Vô phòng bếp không được. Để xem cái xung quanh đây coi. À đây nè. Từ nè. Rồi, bây giờ tìm mã code. À đây nè. Ủa, mã số đâu? Không biết nữa. Số mấy? Không biết. Sao ra? Mã code đâu có mã sao mà ra hay là cửa khác không biết nữa. Trời, tự ra luôn. Cửa mở rồi. Ra ngoài à, mà con đường đâu? Mới nhớ vô trong nhà có con đường mà có bây giờ thành một cái khu rừng. Bà là phù thủy mà. Trời ơi, nhưng bà đóng cửa rồi. Rồi về chúng ta bị mắc kẹt đây rồi hả? I don't know, but we can dig ourselves into. Nghĩa là chúng ta bị kẹt trong đây luôn rồi. Good ending là chọn go. Thank you.
một cái OP của bà chơi bằng lava hả trời. Bà nói nhiều quá. Sao lại mang nguyên cho một mèo cùng? Faster than sanity left behind.
mà Jerry đâu. Video tới này là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye.